đây một ly, đây một ly. Quán tù xì, đứa nào thua thì phải uống xì. À thua rồi. Quán tù xì, đứa nào thua phải uống xì. À thua nữa. Má ơi, vậy cũng được nữa hả? Xì, đứa nào thua phải uống. À thua rồi. Trời ơi. 10.000 cộng, tính tới thời điểm này tổng thiệt hại của anh hai là 140 luôn. Lát con nhổ xong cho anh hai á, hôm qua con nhổ cho mẹ nha. Thôi đừng nhổ cho mẹ, mất công không còn đồng nào. Ê, ba mình làm bằng mũi rồi mẹ. Mà sao tóc con bạc nhiều quá, không lấy con già rồi chắc. Đây nè, coi đi. Nè, đó, người phụ nữ thành đạt thì thường hay quên con cái, thấy không? Đó, bây giờ nè, bây giờ mẹ hỏi con nè, chừng nào con mới cho mẹ thăng chức lên cái chức bà nội chứ hả? Ủa? Thì... Ủa hay hả? Trời sao cả nhà mình biết con thăng chức vậy? Trời ơi, con đã thăng tới chức phó giám đốc đường quan lộ bon bon. Trời ơi, thăng chức của hả? Hả? Mỗi lần mà con nói con thăng chức là cả nhà mình đều phản ứng như vậy vậy? Hai mẹ, hai chồng, hai em. Ủa con thăng chức mọi người phải vui cho con chứ. Thôi bây giờ là con lên tới phó giám đốc rồi. Và không bao lâu nữa con sẽ cố gắng, con sẽ phấn đấu. Và con sẽ trở thành giám đốc. Trời ơi, và con sẽ là một trong những nữ giám đốc trẻ tuổi nhất, tài năng nhất và xinh đẹp nhất. Trời ơi, mở cửa tóc bạc. Nè, con có biết không? Con coi đi, tóc của chồng con bạc quá trời rồi đây nè. Bạc thì nhuộm mẹ, nếu muốn đen nhuộm đen, muốn trắng nhuộm trắng, muốn xanh nhuộm xanh, muốn vàng nhuộm vàng, muốn màu nào nhuộm màu đó. Trời ơi, gì đó? Gì vậy con? Ủa bánh kem của ai vậy? Bánh của ai vậy? Con cũng không biết nữa. Tiệm bánh người ta giao tới á, người ta không có dặn, con cũng không biết của ai nhân dịp gì luôn. Ờ vậy đó hả? Ủa kỳ vậy ta? Anh hỏi nè. Dạ. Hình như là 1 tháng 6 là sinh nhật của mẹ, 8 tháng 3 là sinh nhật của vợ anh, rằm tháng chạp là giỗ của ba. Không lẽ sinh nhật của em Úc? Không có đâu anh hai, tháng sau nó tới sinh nhật của em. Ủa kỳ vậy mẹ? Thôi cả nhà mình khỏi thắc mắc nữa, trong đây có ghi nè: chúc mừng Ngọc Lam lên chức Trần Vũ. Trời ơi, có cái bánh kem chút ép vậy là mà cũng vui. Chúc mừng Ngọc Lam Trần Vũ. Em mà hả, đẻ cho anh đứa con đi. Anh nói thiệt á hả, anh buộc là 20 cái bánh kem anh xếp dọc cái bàn này cho em thao hồn. Đó, mẹ thăng chức bà nội hả, mẹ còn vui mừng hơn nữa. Đặt tên là đại bàng. Dạ thưa mẹ, dạ thưa chồng, con hết sức là xin lỗi, nhưng mà thực sự là con biết nhà mình nôn nóng, nhưng mà hiện tại ngay thời điểm này thì không được. Bởi vì sao? Con vừa được thăng chức mà không lẽ bây giờ con có bầu rồi bắt đầu nghỉ đẻ. Rồi thì lúc chẳng khác nào là con đưa cái chức lại trả lại cho người ta rồi, đúng không mẹ? Nè nha, ở ngoài hả, thiếu gì đứa nó rảnh dữ lắm đó hả ha. Mẹ, con đâu có ý đó đâu. Mẹ nói vậy mất công, vợ con tưởng con... Chào vợ. Cái gì vậy? Em ngộ nghĩnh quá ha, cái nhà này ngộ nghĩnh lắm luôn á. Sao mà em thăng chức thì người ngoài người ta vui mừng, người ta chúc mừng em. Còn trong nhà mình em thăng chức ai cũng trơ hết trơn, đặc biệt là anh đó. Trơ hồi nào? Thì mới có người ôm ấp và tặng em một nụ hôn mới còn gì nữa. Nguyên một con mèo đội lớp hổ luôn rồi. Sợ mày... em muốn chết luôn. Mày đặt hổ gốc mèo. Em nói nè, hổ gốc mèo như anh á, em mà không lấy anh á là bây giờ anh ế rồi anh. Ế. Lầm to. Chồng của em có người vừa mới say nắng đó nha. Không tin gì, anh có chụp hình lại làm bằng chứng cho em coi cô gái đó luôn. Để anh mở cho em coi. Chưa đâu, còn có cả một đoạn clip nữa. Cái gì? Chụp Ủa? Hình nữa. Đâu? Ủa, khoan. Mà sao cái đoạn clip cuối nó bị mất đâu rồi ta? Để em coi coi. Bây giờ say nắng say ơi. Anh đi chơi với người ta, anh đi chơi riêng một mình với người khác giới. Thì bình thường có gì đâu, thì người ta mời mình thì mình đi thôi. Với lại anh thấy cô gái đó cũng đẹp,
ánh mắt nha, cử chỉ nha, nụ cười nha, tính tình y chang em, không khác cái xíu nào luôn á. Anh đang tả về người ta, anh nói tất cả những gì đó về người ta là để anh hạ bệ em. Không không, anh có không có ý hạ bệ em. Anh kể ra là để em thấy được anh thương em như thế nào. Và thậm chí đây, trong đoạn cuối clip này nè, anh khen em hết lời luôn chứ ở đó mà hạ bệ em. Vậy là hồi nãy những lời mà mẹ nói, mẹ nói là hả, bây giờ ở ngoài kia có nhiều người rảnh lắm, nhiều người rảnh để sinh con cho anh lắm, như vậy là đúng đúng không? Đúng không? Chứ sao? Động cơ gì mà anh đi chơi riêng với người ta, giờ anh về anh khoe với em là anh say nắng người ta, anh quay clip nữa làm sao hả? Anh Hổ hả? Em tuyên bố chiến tranh lạnh bắt đầu. Chị đuổi anh ra phòng khách ngủ luôn hả? Đúng rồi, chiến tranh lạnh mà, phải lạnh tanh lạnh ngắt chứ sao. Giờ không biết cách nào làm cho Lam nóng lên lại. Từ ngày mà chị thăng chức á, tính tình chị cũng khó luôn á. Nhiều khi thấy chị bệnh chị mệt em cũng muốn hỏi thăm lắm chứ bộ. Nhưng mà lỡ mà có nói hớ ra chuyện gì á, cái lại bị la nữa. Em cũng im luôn đâu dám hỏi gì. Hay là anh thử làm một cách khác xem sao. Biết đâu á, thích một cái người đàn ông mà người chồng mà mạnh mẽ, dứt khoát, không nghe lời vợ. Em nói hơi khó hiểu nhưng mà anh cũng mường tượng được. Ý giống như là mình là người đàn ông, bây giờ mình phải mạnh mẽ hơn. Mình có sợ vợ cũng sợ theo kiểu ông Hổ đúng không? Đúng rồi, mình phải lật ngược lại hiểu không? Hay là bây giờ á, anh hỏi em có chịu giúp anh không? Ok, em sẽ suy nghĩ cách sẽ giúp anh hai hết lòng. Đủ chưa mẹ ơi? Tiền đãi ai mà mẹ bắt con Hổ bóng quá trời vậy? Biết sao không? Bữa nay mẹ làm cái tiệc này á là kỷ niệm một năm kết bạn với con Huệ ở trên Facebook á. À, vậy nè, con biết không? Mẹ có mấy bà bạn, bà nói á là bà bị con của bà chặn. Không cho vô coi cái trang cá nhân của con họ trên dưới mạng xã hội nữa. Biết mẹ vui gì không? Là không có ai chặn mẹ, mẹ vui quá. Thì ra là vậy. Đó là tại vì con trong sáng á, chứ con mà có gì á, mốt con cũng chặn mẹ luôn á. Nè nghe, không có chặn của tôi nha, chặn của tôi là tôi giận đó ha. Chơi kiểu gì kỳ vậy? Nè mẹ nói con nghe nha. Mẹ coi á là để mẹ hiểu cái tâm tư nguyện vọng của con cái mình nó như thế nào, đặng có gì mình nhảy vô mình can thiệp mình lo cho con chứ, đúng không? Nhà mình hôm nay có tiệc gì vui vậy mẹ? Thấy biết rồi còn hỏi. Còn như có ai kêu cửa kìa, con ra mà mở cửa giùm cho mẹ. Dạ đi. Dạ. Đi nhanh lên. Trời, hôm nay tôi mới thấy con đi hoài quá. Con mới huấn luyện chứ. Ừ, giỏi. Dạ, không chị mà. Nha. Chào cả nhà. Dạ. Chào em. Chào em. Bạn mẹ. Dạ, con chào bác Hằng. Em chào anh Hổ. Trời ơi, đừng cho em mong đợi nha bồ nha. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Ủa sao ô xin ngồi đây? Chị, ở dưới bếp á. Đi xuống bếp nha. Hôm nay con có gửi quà cho bác nè. Đôi giày cao gót á, bác có đi chùa Hương á, bác để dành mang nha. Ôi trời ơi, trời ơi anh Hổ thật là mạnh mẽ. Bớt rồi đó. Tôi đưa tiền cho bà để mua cái món quà này nó đàng hoàng chút xíu. Bà mua giày cao gót sao má tôi mang? Tiền của bà tôi lấy tôi mua đồ hết trơn rồi. Bởi vậy tôi mới lấy được vậy. Ăn đi. Dạ mẹ, có mời mẹ. Dạ mời mẹ. Trời ơi, nhà mình vừa bong bóng ghê á. Kiểu này là phải có con nít nè, chơi mới vui hả bác ha. Đó là ước mơ của bác. Nhưng mà ước mơ đó không có thành sự thật đâu con. Sao vậy bác? Sao ít buồn vậy? Cái chuyện này dễ dàng mà. Chị không làm được hả? Vậy cứ thêm vợ đi, đâu sao đâu, đúng không bác? Cứ cưới vợ thêm cho ảnh đi. Nè,
Anh á, bây giờ anh ra đường hả? Bao nhiêu cô gái theo anh á? Thiệt luôn hả? Trong đó có em. Ôi trời ơi, em nói thiệt chứ. Thiệt. Mà bác phải càng á, càng cưới cho ảnh người vợ truyền thống. Phải yêu cưng chồng, phải nghe lời chồng, phải ngoan ngoãn nghe lời chồng nha bác. Tao đủ rồi. Huệ, cái này là em kêu bà em nói, học thuộc lòng rồi nói lại đúng không? Dạ đâu có đâu chị. Cái này là quan điểm của Mimi, tự Mimi nói mà đúng không rồi, Mimi? Quan điểm của em, người phụ nữ là phải dạy, phải thương chồng, phải nghe lời chồng. Đúng rồi. Dạ thưa mẹ, nãy giờ là con cũng cố gắng lắm. Nhưng mà thưa mẹ, cho con lòi cái nết của con. Đi về. Bước ra khỏi nhà tôi, không bao giờ xuất hiện đây lần nữa. Đi về. Dạ thưa bác, con đi. Thôi đi nha. Con xin lỗi mẹ vì con đã hành động như vậy. Mẹ muốn nói gì với con á thì mẹ nói thẳng cho mặt con nè. Mẹ không cần phải thông qua hết, không cần phải mượn ai mà để nói những lời đó với con hết. Mẹ biết mẹ làm như vậy là con đau đớn lắm không? Mẹ biết làm như vậy là chẳng khác nào mẹ xỉ nhục con. Mẹ không có biết gì hết á. Cái này á hả là ông Huệ á. Huệ? Dạ. Tại sao em làm vậy? Hả? Tại sao em làm vậy? Có đâu em. Cái này em chỉ muốn rồi. Tốt cho anh chị thôi. Tốt cho anh chị hả? Còn anh, bắt đầu từ giây phút này, em tuyên bố chiến tranh lạnh kết thúc. Thiệt hả? Cơm chín với mẹ. Từ từ. Bà xã, lên luôn món tráng miệng đi. Từ từ, làm gì gấp vậy? Ba về. Ba về mẹ. Cái gì phải từ từ. Ba đi ở ngoài cửa, ba nghe con nó đau bụng, đau bụng, đau bụng. Mình đàn ông mà, phải giữ tư cách. Phụ nữ người ta cực khổ ta mà. Mình phải tỏ ra là yêu thương người ta. Ê, hôm nay con dâu với mẹ con nấu món gì đâu? Dạ, bữa nay á mẹ nấu nhiều món ngon lắm ba. Món gì? Tôm hấp bia nè, rau củ hấp bia nè, chả giò chiên bia nè, cá chình sốt rượu nè, bò sốt rượu nè, và cuối cùng là tráng miệng xôi giò cơm rượu. Ba, chồng mẹ của ba. Ba, ba. Ba bị sao nè mẹ? Ba, ba sao không ba? Chồng. Ba giống như bị ngộ độc thực phẩm vậy? Hay là mình kêu cấp cứu nha mẹ? Kêu cấp cứu nha. Nè. Khoan đã. Ba con có nêm nếm gì đâu mà ngộ độc thực phẩm? Pha cho ba ly nước chanh lẹ lên. Dạ. Mình ơi, ba, sao mình á vậy hả? Ba. Sao vậy? Sao rồi? Ba? Sao rồi? Khỏe à? Hả? Khỏe. Ủa sao nhanh vậy ba? Khỏe thiệt không? Uống nước chanh mà. Nước chanh của con trai mang ra là không khỏe cho được. Ba đừng có nói từng bữa mà bà nhậu bà quậy gia đình một bữa một tới giờ. Bắt đầu bà ghiền rượu luôn nha. Tại sao nấu món ăn gì cũng có rượu vậy? Hả? Cái gì cũng có rượu, có bia, có rượu, có bia, có rượu, có bia. Trời, bà ghiền rồi phải không? Ngon mà ba. Ngon mà ba. Ngon gì? Ba mới nghe nói thôi là ba muốn xỉu rồi. Ba mà ăn vô một cái nữa nhà này có cháu đêm ăn liền. Trời ơi, cháu đêm là ý là nói mình chết đó hả? Không phải như vậy. Mẹ biết sai rồi. Nè, tôi nói cho mình biết nghe. Tại sao tôi làm những món ăn như vậy? Là bởi vì nhà mình bây giờ có thêm con dâu rồi. Thì mình phải tăng thêm khẩu phần dinh dưỡng, tẩm bổ cho tụi nó. Để tụi nó mang có cháo. Tôi ghiền cháo nội ẩm bồng lắm rồi. Bà ghiền cháo nội, bà nấu món gì cũng có rượu không? Bà ghiền rượu thì có. Không chừng nó lẻ là ra cháo nội nó chịu uống sữa mà uống rượu không. Cái gì mà rượu không à? Nói gì ghê vậy ba? Nói vừa phải thôi. Vậy thôi bỏ đi. Không ăn không uống gì hết. Ủa mẹ. Mẹ ơi. Ba. Mẹ. Đó. Từ ngày ba nhậu về ba quậy gia đình một cái tánh khí ba thay đổi rõ ràng. Cái này là tại rượu, là tất cả tại rượu hết. Này thôi, nãy con nói mẹ con nấu những món gì đó nó ba kia. Dạ. Cá chình sốt rượu nè. Cá chình sốt. Bò hấp rượu nè. Con nào cũng có rượu. Cái gì? Quá. Gì? Nhà sắp có biến. Trước sau có chiến. Thôi vợ chồng mình biến. À biết. Cái gì mà bạc tiểu không? Không.
đi siêu thị mới về. Trời đất ơi, đến cái gian hàng mà bán đồ trẻ sơ sinh đó, tôi đứng ngẩn ngơ luôn vậy đó. Mặc dù con dâu nhà mình á, nó chưa có bầu, mà tự nhiên không hiểu làm sao á, cái tôi bị cuốn hút vô, cái tôi đi mua đồ trẻ sơ sinh luôn, để sau này á là cháu của mình hay là có mặt liền à. Ta nói rẻ lắm vào một bộ vậy á có 50.000 à, rẻ ghê chưa. Đó, cái một bộ vậy á là có 7 màu, tôi lấy luôn là 49 bộ luôn. Cái gì? Đâu có nít mà mua 49 bộ. Có nghĩa là như vậy nè, không hiểu vậy á, cứ một bộ vậy là 7 màu đó. Mà tôi mua xong 7 màu tôi thấy có kiểu khác nữa, thành ra tôi mua luôn 7 kiểu, mà mỗi kiểu vậy là 7 màu, 7 là 7 49, dễ thương lắm ông ơi. Yên tâm đi, nhớ cháu chứ cũng không có quên chồng. Tôi cũng mua món quà tặng ông nữa. Tặng tôi? Ừ. Quà mua nhiêu nữa? À, cũng đâu có bao nhiêu đâu, có 500 mấy à. Già ngắt hết rồi, lớn tuổi hết rồi, tiền bạc mình dành dụm để thủ thế vậy sao? Bà xài cái kiểu này là... Ăn hủ tiếu mà vô đây. Không, chú vô lại gì anh, cho con gửi chiếc xe hủ tiếu chút, con chạy về nhà chút xíu con quay lại qua liền. Ủa nhưng mà phòng của con bị cái gì mà phải mang cái xe hủ tiếu gửi mà chán giữa nhà giữa cửa vậy? Không có, không cảm con bị gì á, người ta gửi mấy cái thùng đồ nhiều quá. Từ ngày có cua bo đồ nhiều quá. Bởi con phải để 2 chiếc xe không có đường vô luôn đó. Ủa mà hồi nào giờ là vợ chồng con đi bộ mà bây giờ sắm tới 2 chiếc xe dữ vậy? 2 chiếc. 2 chiếc dữ vậy? Chiếc xe hủ tiếu, chiếc xe nôi, 2 chiếc. Con gửi con về con sắp xếp mấy cái thùng đồ lại rồi con quán lấy. Rồi đó. Tiền. Gì vậy? 49 bộ đồ. Sữa 7 màu. Giày dép sắp tới nữa. Nè. Ông quá đáng hay chưa? Hồi trước á thì làm sổ để trách nhiệm vợ, rồi bây giờ làm sổ quản lý thu chi trong nhà này hả? Ông càng riết ông càng quá à. Gì vậy? Con nói gì anh nghe nè, giờ anh đừng có trách chú Lễ. Sao? Chú Lễ làm vậy là đúng đó, giống như con nè. Ở nhà con cũng là tay giữ hòm chìa khóa nè. Con là người thu chi trụ cột gia đình mà gì anh. Biết sao không gì anh? Mình làm chồng mà mình không có giữ tiền giữ bạc đó, để vợ mình nó xài phung phí là không còn cắt luôn đó gì anh. Nè. Dạ? Bây giờ muốn gửi xe thì đẩy xe vô, còn đứng đây nhiều chuyện, tôi đếm 1 2 3 là đem xe đi về đó. Thôi, đẩy xe vô liền. Không, không có dám nhiều chuyện nữa. Đó, con đẩy chút xíu rồi. Con về con tính lại rồi con đi. Dạ. Con chỉ nói vài câu vậy thôi để gia đình dì hạnh phúc hơn. Chúc gia đình luôn hạnh phúc. Chào thân ái đoàn kết và xây dựng gì vậy? Trời ơi, ông bán hủ tiếu bỗng nhiều chuyện mắc ớn luôn vậy đó. Tấm gương đó. Nhìn nó mà tôi đứt ruột. Đàn ông là phải vậy. Tay hòm chìa khóa. Chứ đâu có phải mà xài tiền phung phí như vậy. Ủa? Sau này già cả rồi sao? Ông mắc cười quá. Tiền tôi thì tôi xài mắc mớ với tới ông, dính líu tới ông lên tiếng chứ. Bà nói tặng quà tôi, chứ quà tôi đâu. Hồi nãy tính mua quà tặng ông, nhưng mà bây giờ ghét, không tặng nữa. Ba, loạn hết rồi. Loạn rồi. Từ ngày có chồng sướng thiệt luôn á. Được chồng massage chân nè, được mẹ nấu đồ ăn cho ăn nè. Ủa sao em khoe với anh á là em nấu? Thì đúng rồi, lúc đầu em nấu, nhưng mà nấu một hồi thì em với mẹ bất đồng quan điểm, cho nên em nhường mẹ nấu luôn. Nấu ăn mà cũng bất đồng quan điểm? Ủa chứ sao, em ở nhà nha, má em dạy nấu ăn cũng cái món đó, nhưng mà má em nấu cách khác. Còn mẹ anh cũng nấu món đó, nhưng mà nấu cách khác, cho nên là hai người không có đồng quan điểm với nhau, không nấu được. Con mà em thấy nó đúng á. Dạ ba, mỗi nhà nấu ăn mỗi cách khác, khẩu vị mỗi nhà mỗi khác. Con Trâm mới về làm dâu nhà mình, khẩu vị nó bất đồng với má con là đúng rồi con. Cảm ơn ba đã hiểu tâm lý của con dâu. Ba thật là tuyệt vời. Giống như má con thèm khô cá lẹp, còn ba, ba ghét nó, vậy mà ba cũng phải ráng nuốt, nuốt nó như nuốt hận vào lòng vậy con. Dạ. Trâm mình đứng ra, đứng lên. Dạ, cảm ơn mình nha. Đây. Ê, bây giờ đó mẹ và con cùng nhau ăn mừng. Mừng là phòng trọ của mình á, tháng này doanh thu đạt chỉ tiêu. Gì vậy bà? Đây là rượu sữa. Thôi, một mình bà nhậu á là bà quẩy banh cái nhà rồi. Giờ bà xuống con dâu nhậu chung với bà nữa, bà muốn cái nhà này nổi loạn hả bà? Rượu nào có xa xỉ đâu, rượu sữa mà. Trâm, em đừng có không theo mẹ rồi nổi loạn nha. Dạ, ông xã à,
hồi nãy á anh hứa em á là bây giờ anh dẫn em đi coi cái phim Người Pha Chế Rượu đúng không? Con trẻ nó có điểm riêng, con trẻ nó đã hẹn với nhau rồi. Bây giờ hai đứa con cứ việc đi đi, đi coi phim Người Pha Chế đi. Dạ. Cái cuộc chiến này để ba chịu cho. Dạ. Đi đi đi. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Đi vui vẻ nha con. Dạ thôi ba mẹ con đi. À, đi vui vẻ, dạ, đi vui vẻ. Dạ ba chúc con may mắn nha. Bây giờ bọn trẻ đi rồi. Giờ chỉ còn lại hai chúng mình. À, anh với em sẽ không nóng lại cái tình cảm ngày xưa. Giống như rượu này gọi là rượu phu thê, rượu này gọi là rượu giao bôi. Để xuống, ông không được quyền uống rượu này. Không, để tôi cưa bà nửa chai. Chứ là để mình bà ôm một chai, bà ối là tôi dọn dẹp mệt lắm. Tôi đã nói với ông rồi, đây là rượu sữa. Sữa, cà phê, đường, muối, chanh. Chứ không phải là cái rượu chuối hột kia, hiểu không? Không có sai xỉ gì hết á. Em Ru à, tôi xin lỗi mình. Tháng này tôi xài tiền hơi bị giãn tay. Là bị sao? Là bởi vì con dâu của mình á giới thiệu nhiều khách tới để thuê cái phòng trọ nhà mình. Cho nên chỉ tiêu tháng này là đạt doanh số. Tôi cảm thấy tiền bạc rủng rỉnh. Tôi xài rất là thoải mái. Và bây giờ tôi thích cái cuộc sống như vậy. Nào, đây một ly. Đây một ly. Quánh tù xì, đứa nào thua thì phải uống. Xì. À thua rồi. Quạnh tù xì, đứa nào thua phải uống. Xì. À thua nữa. Ma ơi, vậy cũng được nữa hả? Tù xì, đứa nào thua phải uống. À thua rồi. Trời ơi, loạn rồi. Nhanh lên cho nó. Dạ. Nè, uống miếng giùm ba đi con. Vợ chồng bay làm gì mà để nhỏ khóc dữ vậy? Dạ, đi vòng vòng cho nó bú. Mỗi lần nó bú đi nguyên cái xóm này nó chưa chịu bú nữa đó. Bú gì? Bú dẫn ra ngoài nắng. Bú nắng hả? Lên đi, đi vô chỗ mát đi. Dạ, thôi vô nhà chú Lễ vô nhà. Nhanh lên, nhanh lên đi. Thôi, vô, tuân, vô đây mát lắm rồi con ơi. 5 triệu bú, chú ơi. Hát cái gì hát, em la hoài không có cho hát đâu. Thấy chưa, trông chỉ bố mà hầu đầu. Đó đó, đó mà có đi nè, thấy chưa. Bố bên xưa cho con. Chỉ bố còn bỏng chưa. Chứ uổng rồi là uổng hạt nửa bên rồi. Núi con à, càng ngày hoa càng uổng mà trông tôi mặt ra. Đặt khỏi được không? Đó đó đó. Bố không, bố quá à, bố luôn đi. Mấy chưa là con đi làm đẹp. Con bần như lắm. Lên con. Nó khóc gì mà đi làm đẹp cái gì? Bây giờ là anh là chỗ con phụ hẹp cái bình đi hạt cũng bình huệ. Em về mà con chứa uống hẹp mà em thấy rồi là chuyện của em đấy chứ. Ôi. Con đi nghe bạn. Con cái gì mà bỏ đi. Ê, được á. Con mấy con về con nấu xương. Chú rồi cho nó bú, chú lo nó con. Cái gì tối con đón nghe chú. Ê. Căng quá căng. Ê. Tao đại nghi lễ mà. Tự nhiên mày bị chuyển tao thành đại nghi vú làm sao? Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh